Kamen Rider Kiss đã chính thức kết thúc ở tập 49 với kỷ nguyên mới do vị thần sáng thế Ace tạo ra, và chúng ta cũng thấy được trong cuối Kamen Rider Kiss đó là cover tiếp theo Gacha, series thứ 5 trong thời đại Reiwa về Kamen Rider. Mình sẽ có một clip riêng nói về những cảm nghĩ của mình về Kamen Rider Kiss sau khi phát sóng 49 tập, cũng như mình đã đồng hành với Kamen Rider Kiss từ đầu tới bây giờ. Và video lần này sẽ nói sơ lược về Kamen Gacha, những thông tin chúng ta cần biết trước khi bắt đầu một chuỗi series mới. Lá bài đã một lần nữa được trở lại trong chuỗi hành trình về Kamen Rider, chủ đề liên quan những lá bài cũng như về giả kim thuật. Giả kim thuật là một loại khoa học nhằm tạo ra vàng, và chúng ta được đến gần với nó hơn không phải quá trình tạo ra vàng mà đến từ bộ Fullmetal Alchemist, một bộ anime vô cùng nổi tiếng. Kamen Gacha sẽ liên quan tới vấn đề nào trong hai giả kim thuật mình vừa kể trên? Nhưng theo mình nghĩ khả năng cao là Gacha sẽ liên quan tới vấn đề trộn những hỗn hợp lại với nhau, vì dù sao sau này giả kim thuật cũng chính là hóa học, và đó là lý do sự kết hợp hoàn hảo giữa hai lá bài của Gacha. Nó trội hơn hẳn so với lại việc kết hợp của W hay là Bill, khi những vật thể đó mặc dù cùng một cơ thể của Rider nhưng lại không hoàn toàn trộn lẫn lại với nhau, vẫn có những đặc tính riêng. Nhưng Gacha thì hoàn toàn khác, anh ta có khả năng trộn cả hai hỗn hợp lại tạo thành một hệ thống nhất hoàn toàn. Nội dung phim sẽ xoay quanh những sinh vật kỳ lạ mang tên Shami. Bọn chúng sẽ được thuần hóa và trở thành những lá bài giúp Gacha chuyển hóa thành Kamen Rider Gacha. Vẫn như bao bộ phim khác, 100 Shami đã thoát khỏi những lá bài phong ấn của chúng, rải rác khắp thế giới. Nhân vật chính của chúng ta, Ichino Hotaro, là một học sinh trung học bình thường vướng vào những sự cố này và có được Gacha River giúp anh ta chuyển hóa thành Kamen Rider Gacha sau khi kết hợp giữa hai lá bài với nhau. Shami chúng cũng mang hai thái cực. Một là khi kết hợp với những người có trái tim ôn hòa, kết hợp cùng những lá bài tạo thành Rider Shami cùng với River để chuyển hóa thành những hình dạng khác nhau của Gacha. Ngược lại, khi gặp những kẻ có giả tâm cũng như sự tha hóa, chúng sẽ chuyển hóa thành Madgam. Quái vật có thể sẽ là quái vật chính trong toàn bộ series. Kẻ thao túng những tên này là hội chị em bóng tối. Bọn chúng sẽ tận dụng khả năng của những Madgam để tấn công. Về sau, chúng sẽ khả năng kết hợp với bọn chúng để tạo những hình thể riêng biệt, đối mặt trực tiếp với Gacha. Theo như thông tin thì những hình thể này có khả năng thay đổi và không cố định. Dù sao cũng tới 101 lá bài, cũng là lý do hợp lý để thể hiện sức mạnh của chúng thông qua nhiều hình dạng khác nhau, thay vì giữ cố định một hình dạng và sức mạnh sẽ trội hơn những hình dạng khác. Để đối mặt với Gacha, chúng ta có một tên phản anh hùng là Spanner Kuragane. Hắn ta là một giả kim thuật xuất sắc, đã được giao nhiệm vụ thu thập tất cả những Shami. Lạnh lùng và bất cần là những gì diễn tả hắn, nhưng với khả năng của mình thì hắn ta sẽ là đối thủ đáng gờm của Gacha, và tư tưởng của hắn sẽ đối ngược hoàn toàn với nhân vật chính. Như cách Hotaro nâng niu Hopper One thì tên này lại coi những Shami chẳng khác gì những công cụ do con người phục vụ cho bọn họ. Tư tưởng của hai người này sẽ vô cùng đối lập nhau, và hình dạng của hắn cũng liên tưởng tới tên phản anh hùng khác là Merchant Chaser trong series Dry. Và cũng thật tình cờ, đây là series thứ 5 giống với thời kỳ Neo Heisei của Dry. Liệu đây có phải là sự tình cờ hay là cố ý sắp đặt? Phần đồ chơi mình sẽ để cho những kênh khác review nhé. Driver của anh ấy có cách chuyển hóa khá đơn giản khi có hai tay cầm hai bên ép vào hai tấm cạc với mã số tương ứng với nhau cộng lại thành 10 sẽ kết hợp để tạo nên hình dạng của Gacha. Gacha lần này ngoài chiếc hắc lưng có màu clear thì anh ấy toàn bộ xem mà chrome trên toàn bộ cơ thể. Tạo hình của anh ấy khá giống những Rider ở thời đại cũ, và đặc trưng của tất cả hình dạng của Gacha sẽ là phần ngực được mở ra hai bên và phần ngọn lửa bên trong, có thể chính là lò luyện để tạo nên sức mạnh của giả kim thuật hay chăng. Anh ấy sẽ luôn có một phần mắt kính. Tạo hình đầu tiên là kết hợp giữa tàu hỏa và châu chấu, khả năng sẽ là dùng sức mạnh của động cơ hơi nước để gia cố. Mình dự đoán thay vì bật nhảy giống Zero One thì liệu toàn bộ cơ thể của Gacha có được kết hợp cùng với động cơ hơi nước để tạo nên sức mạnh tổng thể. Một hình dạng khác của anh ấy là kết hợp giữa Samurai và gián trượt. Hình dạng này có khả năng đẩy cao tốc độ sự cơ động của Samurai cũng như ra những nhát chém cực kỳ mãn nhãn. Sẽ có một hình dạng đặc biệt giống như hình dạng chiếc xe của Boots trong series Kiss, dạng Mid Power Revive. Gacha cũng có một hình dạng tương tự như vậy, đó là chế độ Y. Với chế độ Y, chúng ta đã thấy được từ hình dạng Hopper One nó vẫn giữ nguyên Driver. Có lẽ nào nó sẽ được chuyển hóa từ chính Kamen Rider, và đây sẽ là đặc trưng của đồ chơi Gacha hay không? Vì mình thấy toàn bộ chi tiết đều quá giống Gacha, từ phần gương mặt được đeo vào cặp kính râm cho tới những phần chi tiết trên chân và phần thắt lưng của anh ấy vẫn còn được giữ nguyên. Và nó là sự kết hợp hoàn hảo chiếc tàu lửa cũng như là hình dạng của con châu chấu. Và những tập đầu thì thường sẽ được debut cho những hình dạng này khá nhiều, và tất nhiên tất cả những hình dạng khác cũng sẽ kết hợp với những điều thú vị như vậy chăng. Đó là toàn bộ thông tin trước khi các bạn đón xem Kamen Rider Gacha. Tất nhiên mình cũng sẽ làm series phân tích về Kamen Rider Gacha xuyên suốt series nếu mình có đầy đủ thời gian. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top Rider nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.